Bạn đang học nghe nói tiếng Trung theo loạt bài mỗi ngày một câu của hội quán Tam Thế. Hãy cố gắng duy trì nghe và nhắc lại theo mỗi ngày nhé. Tỷ ủ thiên, ngày thứ 5. Ok, Đức. Hào đơ, A tứa. Hào đơ, A tứa. Hào đơ, A tứa. Hào đơ, A tứa. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương. 我是潘垂阳. Bạn của chị Triệu. 赵姐姐的朋友. Bạn có thể gọi mình. 你可以叫我. Gọi mình Đức là được. 叫我阿德就好. Ok, Đức. 好的,阿德.